Đề nghị nhập viện mà không đi luôn hả? Không có tiền đóng được Cái này là của bệnh viện. Nó không nổi, cài chỉ nó nhỏ không được. Rồi, dạ. Cũng xin cảm ơn mấy cái nhà hảo tâm giúp đỡ cho em nó có tiền nữa đi lên thành phố nó tái khám cái bệnh nó coi là như thế nào, cái bệnh nó nhiều quá. Nó cảm ơn nó thay luôn hả? Dạ, nó thay chứ nó mệt rồi, nó thấy nó. À, khi nào? Quá mừng. Mừng hả? Có chút tiền nữa đi ấy bệnh không gầy thiệt, anh không có tiền mới nằm ở nhà vậy đó. Không dám đi nhập viện. Muốn khóc luôn hả dạ? Mừng hả? Mừng. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái ngôi nhà vô hôm nay Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị ở một cái ngôi nhà đang tô dang dở bên kia. Thì theo chia sẻ được một số thông tin á thì hoàn cảnh cô này rất là khó khăn luôn cô bác quý anh chị, nhưng mà chỉ sống có một mình thôi à. Và nghe nói là cũng mang rất là nhiều bệnh trong người, thì hôm nay Bùi Hồ sẽ vô đây tìm hiểu như thế nào. Nhà của cô này á thì cũng gần cái nhà của anh Sang đó. Vô đây gặp cô hôm qua thì cũng dạ con chào cô. Dạ hôm nay con đến thăm nhà mình á, được giới thiệu đó cô. Nghe nói là mình hoàn cảnh của mình cũng khó khăn. Cô nhỏ đó đó, đó. Nhỏ nằm giọng. Cô là sao? Cô nào bệnh? Mẹ. Cô nhỏ đó bệnh đó. Dạ. Thôi hôm mai đứng như vậy đi ra đây. Bật đèn lên được không? Dạ được. Được. Ừ. Chồng đợi bật đèn lên cái gì chồng? Chị là tên gì? Trần Thị Thơm. Trần Thị Thơm. Chị Thơm là năm nay nhiêu tuổi rồi? 46 tuổi hả? Dạ. Rồi em nghe bạn của em là dạy ở gần trường đây nè. Nói hoàn cảnh của mình là sao chị? Nghèo với bệnh, vợ không có tiền chị bệnh. Dạ. Chị có vợ, có chồng con gì không? Không. Ừ. Bác là mẹ của chị Thơm hả? À. Bác có mấy người con? Bác có được 8 người con. Dạ. Ba đứa gái, ba đàn trai. Dạ. À, giờ nó bệnh này bác cũng là ở đây với nó vậy đó. Dạ. Nó về rồi đặng tới lui rồi nấu cơm nước đồ cho nó ăn. Dạ. Bác cũng bệnh mà giờ kêu bệnh này nhập viện cũng không có tiền nhập viện luôn. Nhà của bác ở đâu? Nhà bác bên đó. Nhà đó ha. À, đây đất cũng rộng ha. chị Thơm là người thứ mấy của bác? Ở này thứ 7. Ba người con gái, ba người con trai, chị Thơm là người. Dạ, 5 thằng trai, 3 đứa con gái. À. Nhà của bác là làm cái công việc gì? À, giờ bác hai bác cũng đâu có làm gì nổi đâu, già rồi. Ba đứa mà chết hết đứa rồi anh ơi. Chết hết đứa con gái rồi. À. Chết lâu chưa bà? À là chết nay cũng 3 4 năm rồi. À sao bị bệnh. Ừ. Bị bệnh mười mấy năm mới chết. À, bệnh gì hả bà ha? Bệnh cũng nằm không được. Tại như tai biến mà nằm lâu dữ lắm, 14 năm mới chết á. Nhiêu tuổi bà? À, nhỏ nó hồi đó nó chết là nó 4 mấy tuổi. À, chị Thơm là năm nay là bao nhiêu rồi? 46. 46 hả? Chị bác sĩ chị nói chị bệnh gì? Trời ơi, giờ tính ra 6-7 chứng bệnh anh ơi. 6-7 chứng bệnh hả? Đụng lum hết trơn. Suy tim, rồi phổi, rồi nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng phổi gì tùm lum hết trơn. Nó mổ rồi giờ nó biết chứ bệnh mổ nữa. Lúc trước bệnh gì mổ? Cô sợ tôi cung á, mổ trên trời gãy á, mình ở đây mổ không được, cái chuyện là hữu nghị. À. Cái hữu nghị mổ không được nó mới chuyện trời gãy. Dạ. Chảnh là bữa chuyển lên tới chảnh là tôi tưởng tôi chết luôn rồi đó. Phải mổ không kịp là chết luôn. Hồi đó giờ chị có chồng con không hay là sống đó giờ vậy luôn? Sống đó giờ vậy á. Ừ. Ở với cháu. Cháu nào? Cháu giờ nó đi học rồi. Dạ. Rồi sao chị không, sao bác, sao chị không có chung với bác mà lại ở riêng? Ở riêng cho nó cái đoạn bị gì nó dụ vợ chung người cũng trông con này kia nó cũng có chứ. Rồi chị có làm đất cát gì không? Không có gì đâu. Bác có đồ đất ruộng không? Bác giờ cũng là có thằng con nó mà ngăn thua lỗ rồi giờ nó cầm hết trơn bán hết trơn rồi. Giờ không còn đất. Lúc trước bác làm được bao nhiêu công đất? Mà
lúc trước cũng được hai mấy công. Hai mươi mấy công? Ừ. Bây giờ bán hết luôn? Ờ, nhờ con cái nó làm con trồng này nuôi. Giờ còn chỉ cái nhà không? Cá này kia. Rồi bắt bắt trai? Bắt trai thì cũng vậy thôi, cũng không có mần gì được luôn. À, dạ. Bắt thì giờ bệnh hoạn mùa lại. Bây giờ lại đi chung tốt bên bệnh viện. Thì nó biểu bác giờ nhập viện đi mà có tiền nó không nhập viện. Dạ. Có một hai triệu bạc mới dám nhập viện. Nhà của chị Thơm này cắt lâu chưa? Cắt năm 40 mà năm nay là tính ra tuổi ngoài thì là 49 rồi đó. À, mình trời. Cắt vẫn đang dang dở như thế này đó hả? Trời ơi, có tiền ơi, người cũng như mấy thím rồi ở sớm vòng vòng nè. Ừ. Người thì cho cục gạch, người cho bao xi măng, rồi ông anh thứ tư anh không có vợ đó. Ừ. Lúc đó anh mần anh còn nuôi dịch rồi anh cho cũng được vài chục triệu rồi ngay tháng tư rồi thì anh thảo rồi vòng vòng đây nè cho người mới gom lại cắt đó. Ừ. Chứ có được gì đâu cái nhà đây. Cái vách buồng này mới hầm tết rồi thì thằng em nó cho được mấy con to đóng đó. Cái vách này ha mới đóng nha. Trong lỏng luôn không có cái gì chứ. Ờ mới đóng không mà khi mới đóng sao mà này nó cũ ta thì cho tên cũ mà. Này tên cũ ha. Ờ. Nó mua ai cho? Của thằng em, cha của thằng này nè. Dạ. Cũng như nó mua tôn mà tôn của người ta bán phế liệu á. Dạ. Rồi nó mua tính cắt cùng dịch á, rồi nó thấy chóng quá rồi gì. Thằng cháu nó lớn nữa rồi nó nói thôi để tôi đem về tôi kê đóng đỡ cho bà đi. À, cho em vô trong xem được không? Có, đi đi đâu có gì. À, chị ở với cháu đó hả? Ở cháu mà con của bà chị á. À. Giờ nó đi học thành phố á. À, bên đây là cũng có bếp ga đâu ha. Đúng nói chung là cũng đầy đủ nếu gì? Nếu như mà không bệnh thì cũng cũng sống được hả chị hả? Hả? Không bệnh thì cũng đủ tiền mà để mà sinh sống được hả? Trời ơi, hồi lúc không bệnh thì mình đi ai kêu gì mình mặn nấy. Bếp ga đồ đó hen là cái thằng em thứ 10 nó mua nó cho đó. Dạ. Để là đặng nuôi. Rồi đặng nấu rồi nó cũng ăn đây luôn. À. Tại nó không có vợ á, nó ở ăn luôn. Cái cửa hả? Cái cửa này ghê vậy. Cái cửa đóng để gà vô ra. Gà. À, không cho gà vô ha. Không cho gà vô. Nghe bà ha. Này cắt được 4 năm à hả? Bà. Ừ, lâu lắm rồi đó. 9 năm rồi. 9 năm. À? Là lúc trước là cắt cái nhà này là bao nhiêu tiền? 50-60 triệu gì dồn điền lợi nó thì cái thằng nhà thằng con trai thứ tư nó cho mà mấy chục triệu bây giờ nó lúc đó nuôi dịch nó có đó rồi nó cho dạ ừ. Em nó thì à, trước đây chị làm gì ai kêu gì mà nói vậy kêu rồi đi ở đợ chị nhà ở đó hả? Mấy cái nhà cũng chở ra mấy cái người tóc bên bệnh rồi giờ ngồi năm gọi năm nay là không có mặn gì được luôn. Trước đây thì chị đi ở đợ giúp chị nhà cho người ta. Người ta kêu mặn cỏ nhổ lúa đủ nợ làm cái gì cũng làm chứ. Lúc đó thì có khó khăn không? Có. Rồi giờ chị phát bệnh là sao không phát bệnh? Mới lần đầu thì bữa đó đi mặn cỏ cho một tính nè, cỏ vườn đó. Dạ. Cái cậu bữa đó sao cái bữa thì cái bụng mình biết rồi biết lâu rồi mà mình không có tiền điều trị. Cái mới đi hốt thuốc nam uống hốt hoài uống cái càng ngày theo bữa đó nó bự càng bự ai cũng thấy mình mập không à mình đâu có biết đi qua bệnh viện này nè cái bữa đi mặn càng tính về bữa sau nó cái đằng em nó đem bán ba cái đất thằng ta lấy đất á đốn nguyên bờ cây hai chị em phụ mé ba phụ về sốt sốt có đi qua bệnh bác sĩ nói giờ chị bị u phổi rồi cái mày chuyển lên bệnh viện phổi nằm một tháng ra 8 ngày cái về thanh ổn rồi cái đi đó chuyển qua bệnh viện U Bú bác sĩ nó bị ung thư á bị luôn bẩn chả người ta lấy tế bào á người ta gỡ về cái bắt đầu gỡ giấy về nói giờ chị đi lên và lấy giấy qua bệnh viện U Bú khám đi cái là bẩn cái làm sao tôi có chuyển qua Chợ Gãy nữa U Bú có chuyển qua Chợ Gãy tại để bú áp của tim cái chuyển qua Chợ Gãy cái về liền uống thuốc bên phổi là đỡ rồi cái về nó bác nói thôi về mổ sơ đi dụ nó quá bự 3-4 kg rồi cái về trời nó mệt cái về bây giờ đang nói chuyện đang mệt hả dạ thôi đừng chị đừng nói nữa chết
bị bệnh phổi nên nói chuyện nó mệt. Chị cho em mượn cái hồ sơ bệnh án chị được không? Má bà vô trong cái thùng đồ con nó nguyên sắp đồ ra sắp giấy tờ giống đi, đi không nói chị hả? Đi giờ đi gán đi chứ nhiều khi mình đi đây vô đó mình muốn xỉu vô nào luôn. Hồi sáng không có má ở nhà đi xuống nhà dưới gán xào miếng đồ ăn cơm tét bịch rồi sao mà chửi dằn nước nãy tưởng chết luôn. Sập quần áo đó. Đó chị đứng lên được không? Đó đứng cho em xem với. Ở trong cái gì thơm? Trời ơi ở ngoài á. Ờ chị ngắn ngủn à? Ừ. Chứ có cao đâu. Thì cao mét mấy? Hình như có mét 36 rồi. Cái này phải không? Ừ. Từ hôm nào nay là nói nằm viện vậy á. Rồi bây giờ không có tiền đi nằm viện hay sao? Nói chung mới đây nè, vì đau bụng quá chừng luôn qua bệnh viện đâu bị tắc ruột á. Tắc ruột bây giờ nó nằm hết 10 ngày bác sĩ kêu mổ mà mình không khả năng mình mổ mình xin về. À, không có tiền để mổ ha. Bác sĩ kêu mổ mà mình không có tiền mổ mình xin về luôn. À, mới xin về giấy ra viện còn luôn á. Có hộ nghèo gì không chị? Không. À ba mẹ thì còn khá còn cũng còn được mà nên không có hộ nghèo ha. Không. Ừ. Coi nãy mà là chưa. Rồi bác sĩ có nói điều trị là khoảng bao nhiêu tiền không? Không, không biết. Tôi không hỏi. Nghe nói là về mình xin về luôn mà không có về. Bữa anh đưa khám đó rồi bác sĩ nói vậy rồi trốn về luôn cái đâu không nhập đâu. Ồ vậy đó hả? Đúng vậy luôn, tháng 2 luôn. Rồi mới bữa tháng 2. Người bác sĩ có nói mình trị xong mình có khả quan gì không? Cũng như bác nói giờ, cũng như bác bữa bác Thành là bác sĩ này của Cần Thơ lên nè. Bác bữa bác Thiên á bác nói là vậy thôi chị nhập sớm sớm đi. Tặng vô thuốc rồi mình mổ là mình tách cái ruột ra mới được. Chứ giờ về cũng lâu lâu cũng phải bị vậy. Vừa tim, vừa phổi, vừa ruột, vừa huyết áp. Đủ rồi. Rồi hết bệnh là như vô mình chị hết rồi. Ừ. Giờ nói chuyện chút xíu mặt mày tái mét hả? Ừ vậy đó, mệt mà. Cái bụng nó là nó thở không được, nó làm gì nó trình bình á. Ngồi thở, thở là mình thở không được á. Mình ra nói nào, chuyện. Giờ ngồi giặt nó ngồi chị không nổi đó, ngồi nằm mới giống rồi đó, đỡ ngồi giặt thì chị không nổi. Ừ. Mà không khi nào. Thấy nguy hiểm quá rồi. Bác giờ nói là chị gán cho anh mổ đi à, nặng tháo ruột mà chưa có tiền mổ. Ông còn nói vậy, ông nói vậy, nếu mà chị mổ, đi chậm trễ là cái ruột chị bị nhiễm trùng ở trong rồi chị không được. Phải cắt ruột. Bây giờ nói hả, nếu như mà không mổ nó đi đường dưới không được thì nó ói đường trên. Nó lên là đường trên. Dạ. Mấy ngày nay sao mà đi cầu thì được mà sao nhẫn nhẫn mà tối qua cũng tôi sợ có cháu cũng tiền không có tiền không đi mổ có 7 tháng cái bị dính ruột nó đi đường dưới được lên đường trên thân đường lên đường trên chứ đi đường hỏng hả? Ừ thì nó ói ra mà mấy bữa nay đi nhẫn nhẫn hoài chứ ói hoài ói phân ra đường hỏng quá hả? Ừ có thằng cháu nó y gì trời rồi hả? Thằng cháu nó mổ mới có 3 tháng mà rồi nó bị tắc ruột hay là gói đi đường dưới không được gói lên đường trên má gà bay bay rồi má nghe gà quá mổ hôm đợt mổ lên thành phố rồi nọ về giờ từ hôm bệnh tháng chín rồi nọ rồi nó thiếu nợ cả 100 triệu đang thiếu nợ cả 100 triệu lớp người ta cho mượn không ấy rồi ở giờ sớm rồi mấy chị bà có bà chị thằng này nè phải đi qua chợ bác sinh xin người ta cho được 1 triệu mấy được 1 triệu mấy và kia xin tiền cho chị hả? Dạ. Chị thằng nghiệp chị đó, đi sinh hoạt. À, có nghĩa là hàng xóm bên đây hay gì? À. Xin tiền giùm chị hả? À. Bên cô đó có nhà không? Có, còn mấy kia chỉ lại cho chơi. Dạ. Chị hả? Để em qua, để em chị ở đây đi, để em qua. Ha. Để em còn cái điện cho bà qua chứ gì? Thôi, chị ở đó đi bộ lại đó được không? Đi vòng lại cái đường đó nhà đó nha. Đi ra đường nhà sau á, cái nhà sau chứ nhà bán đất đá. Là cô đó thấy tội nghiệp quá, xin được 1 triệu mấy. Bà xin rồi con nhỏ chỉ con của chị đi ở đợi con của bà gì ở bên gần trên điểm chính mình chả nó nè. Dạ. Đi ở đợi chả nó cũng xin bà chủ cho đâu được 2 bà đợi, được 500. Ừ. Xin cho chị đi trị bệnh ha. Ừ. Xin biết bây giờ bà chủ nó đừng nghĩ rồi nó về nó nói mới thấy bà cho chùa quá trời chị em xin cái bà nói em không biết có giả mạo của không bà không cho nữa. Ừ. Nói chung người ta cho cũng nhiều lắm. Vòng vòng ở xóm nè. Là cho người ta cho được nhiêu chị? Giám đợt có ghi quay mấy ha, mấy đợt cũng cả 10 mấy triệu có mà đi không vũ đâu. À xin tiền đi trị bệnh luôn hả? Xin giờ còn bắt đầu mình cho mình đi tái khám được 1 lần
bỏ tới nay luôn, không biết kêu bụng là sao luôn. Giờ nó đau cái bụng nhiều không? Không tiền đi bác sĩ luôn hả? Cái bụng giờ tính đi lên trển tái khám lại đó mà giờ không có tiền đi. Trời ơi. Nó giờ ngã lại. Là bác là cũng không có tiền luôn ha. Bác cũng không có luôn. Mà bác cũng bị bệnh cũng không có tiền khám luôn. Bây giờ nó bị thần kinh liên sườn. Liên sườn. Động tới phổi mà giờ biểu nhập viện không có tiền luôn. Trời. Bây giờ ví dụ như em gửi cho chị ít tiền rồi chị có đi qua bên đó nhập viện không? Một là chị đi ngoài viện, hai nữa là chắc đi coi xin giấy giới thiệu được á, mình đi tái khám lên cho bạn là khoảng bao nhiêu tiền? Không biết là sao nhiêu. Cũng vài 3 triệu gì có đi được. Bây giờ ví dụ như em gửi cho chị 3 triệu chị có đi tái khám được không? Được. Thì mình đi xin giấy giới thiệu chắc được. Ừ. Rồi có gì cho em hay. Đợi tại chị gửi. Đem đặt máy ghi mình quân ủng hộ. Cô là sao với lại chị Thơm này? Tôi ở chòm sớm này nè, thấy chỗ này nó bệnh nhiều. Dạ. Rồi thành ra tính cái nhà hảo tâm nào có đó, đặng giúp đỡ cho nó, đặng có tiền chị bệnh đó. Nghe nói trước đây là cô xin tiền cho chị Thơm này hả? Cũng xin tiền người này kia đặng cho nó chị bệnh đó. Ừ. Xin được nhiều không? Cho người cái 500-300 này kia chứ chưa được nhiều. Rồi giờ số bệnh nhiều quá, tính xin nhiều cho đi lên thành phố mổ nữa đó. Bên đây là bị bệnh, bên đây đi sinh hả? Đi sinh. Không có, chỉ hàng xóm, không có dòng họ hả? Thì cũng bà con cũng ở xóm vậy đó. Dạ. Thấy, không chồng con mở bệnh nhiều quá, người đi sinh người này kia cho nó, đó chị bệnh đó. Dạ, chị đó thở, chị Thơm thở lên không kìa? Nằm luôn. Thì đó, bệnh nhiều vậy đó. Ngồi giờ, vậy, ngồi lâu cũng được. Ngồi lâu mệt, người đã bệnh đó, người ta biểu lên thành phố, không mổ, mà không tiền đi đó, nó thiệt anh vậy đó. Rồi hôm nay thì được giới thiệu đến đây đó. Thì em thấy lúc ban đầu em vô thì em thấy nhà mình cũng khá là khang trang, cũng được, cũng có một cái mái ấm. Nhưng mà tìm hiểu thì mới thấy chị mang một cái căn bệnh rất là nhiều bệnh trong người. Như vậy thì nói chuyện với em tí xíu mà chị thở lên nè, chị lại mệt lại nữa. Lý do là cái căn bệnh nó khối u ở phổi hay sao á, mình lại tim đó, nói chung là gặp chị đủ cái chứng bệnh là kể không biết nhiêu mà kể. Nói chung là gặp chị gì thì cũng so chưa sót, cũng đau lòng chứ. Như vậy tôi thì thiệt chứ không có giàu có nhiều, gặp tôi có tiền là cho nó đi hỏi mày đi nhờ nhập viện, ta kêu nhập viện nó mổ lại đó mà tôi cũng thiếu trước không sao nó thiệt cậu chứ. Bây giờ hôm nay em đến đây đó thì em đến đây lạnh luôn hả chị? Hôm nay em đến đây á thì em thấy ngoài những cái giấy tờ của chị như thế này nè, là những cái giấy tờ mà bệnh hoạn bệnh án của chị á. Đó thì không còn, nhà chị em đi một tham quan một vòng thì cũng không có thấy có gì mà có giá trị. Nói chung là cũng hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay em đến thăm cái hoàn cảnh của mình thì em thay mặt Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm ở trong nước cũng như ngoài nước, và đặc biệt ở nước ngoài, thì gửi ủng hộ cho chị từ cái quỹ của em. Thì sau đây em sẽ thông qua danh sách, Bùi Hồ xin thông qua danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị Thơm ở Tháp 10 Đồng Tháp, trích gửi cái quỹ cho kênh của Bùi Hồ. Thì thứ nhất là của chị Lý Thị Sương ở Mỹ 1 triệu đồng trích quỹ từ chị Sương gửi cho kênh Bùi Hồ nè. Anh Thanh là Việt Kiều Mỹ, Bùi Hồ trích ra 500.000 đồng. Gia đình cô An, chị Hà ở Mỹ trích ra 1 triệu đồng. Một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada cũng quỹ của kênh của Bùi Hồ luôn, trích ra 500.000 đồng. Hôm nay thì em sẽ, tổng cộng cái số tiền của mình là em gửi cho chị sẽ là 3 triệu đồng để chị có thể đi tái khám. Ở đi khám bệnh gì đó, chị nói khoảng 3 triệu chắc có thể đi được mà ha. Thì để xem coi tình hình bệnh án nhiêu mà khi chị đi đó, nhớ hỏi giùm em là coi cái căn bệnh nếu trị nó khoảng chi phí nhiêu. Thử nha chị nha. Đây chị ngồi nổi không? Ngồi nói chuyện với anh. Vậy nè, tiền là chị em gửi cho chị 3 triệu đồng. Đây là các tiền quỹ của Mạnh Thường Quân gửi cho kênh ủng hộ của Bùi Hồ, và Bùi Hồ đã thông qua. Thì chị có lời nào muốn nói với cô bác Mạnh Thường Quân không? Em cảm ơn em có đồng tiền. Nói lớn lớn đời người nổi không? Nó không nổi, cài chỉ nói nhỏ không được.
Dạ. Cũng xin cảm ơn mấy cái nhà hảo tâm giúp đỡ cho em nó có tiền, nó đi lên thành phố nó tái khám cái bệnh nó coi là như thế nào, nó bệnh nó nhiều quá. Nó cảm ơn nó thay luôn hả? Dạ, nó thay chứ nó mệt rồi, nó thấy nó... Rồi khi nào chị đi? Để coi bà chị bà đi mà cái bà có nghỉ được không? Có mình bà chị mà bà cũng nuôi hai đứa nhỏ đó. Vợ chồng cũng bỏ nữa rồi, bây giờ bà đi mà... Rồi đi lên Sài Gòn luôn ha? Chắc nếu mà đi qua bệnh viện mình coi sao rồi mới đi, còn mấy anh đi lên Sài Gòn người ta khám lại thả chắc luôn đi. Rồi có gì cho em hay nha. Rồi em chào chị nha. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân ở nước ngoài đã ủng hộ cho kênh Bùi Hồ, cũng như hôm nay Bùi Hồ trích ra một số tiền để ủng hộ cho hoàn cảnh của chị Thơm. Dạ Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại. Mừng quá, mừng. Mừng hả? Có chút tiền nữa đi ấy bệnh không gầy thiệt, anh không có tiền mới nằm ở nhà vậy đó. Không dám đi nhập viện. Muốn khóc luôn hả dạ? Mừng hả? Mừng. Thôi nhanh đi rồi, có gì em kết nối được thì em sẽ thông báo với chị nha. Nhớ lên đó hỏi coi số tiền trị bệnh là khoảng bao nhiêu tiền nha chị nha. Về cho anh hay nha.